Hello, chào cả nhà nha. Hiện tại bây giờ còn đang có mặt tại tiệm bánh bao nha cả nhà. Đó, hôm nay còn cũng phát 150 cái bánh bao nha cả nhà. Đó, hôm nay còn tự bỏ tiền túi ra để phát 150 cái bánh bao mùng 4 Tết nha. Bây giờ bắt đầu còn cũng lấy nước suối, mua nước suối rồi, mua bánh bao rồi, bánh bao còn lấy trước phân nữa. Rồi nó còn sẽ lấy thêm phân nữa đi. Hôm nay còn đi có một mình cả nhà nên còn phải lấy phân nửa trước rồi phân nửa sau nha. Trước rồi bánh bò thì còn thấy có một chú bán vé số cũng khó khăn nên còn cũng gửi cho chú một cái. Con gửi một cái nha chú. Rồi. Con chúc chú ăn Tết vui vẻ nha, ăn ngon miệng nha chú. Dạ dạ. Rồi đó chú này cũng bán vé số nha. Ngay tiệm bánh bao nên còn gửi cho chú luôn. Đó mùng 4 hoan hỷ nha cả nhà ơi. Ăn bánh bao không chú? Con gửi cho bánh bao chú. Rồi rồi à chú ơi, chú lấy chú đi rồi con à, con rồi à. À nãy con có đứa anh ở bên bển không chú gửi rồi đó à. Rồi 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 ok chị. Chúc chị ăn Tết vui vẻ nha. Rồi rồi. Bữa giờ mùng 1 Tết đó còn cũng định làm rồi nhưng mà kiểu cũng lu bu quá. Chứ còn đặt bánh trễ quá nên người ta cũng không có nhận. Giờ hôm nay còn cũng sắp xếp rồi nên còn cũng đặt trước giờ nên chỉ chạy qua lấy rồi cũng phát cho những bà con cô chú cơ nhở. Giữa cái Tết mùng 4 nha cả nhà. Hôm nay trên đường Nguyễn Trãi ở bên phải còn là bán mì vịt tiềm nha, rất là đông nha cả nhà. Một tô là Tết nó lên giá 180 cả nhà ơi. Đó, rất là đông người ăn. Chị ơi, ô, con để cái bánh bao ăn nha cô. Ủa như bữa con có gửi cho cô rồi mà. Bữa con có gửi giờ cô vẫn xin nó cô. Hôm bữa con gửi cô một lần rồi đó. Không? Thôi rồi cô. Cô ăn Tết vui vẻ nha cô. Rồi 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 không gì. Hôm bữa cái cô này còn cũng có cho qua một lần rồi giờ cô lại xin tiếp nữa. Ăn bánh bao không chú? À. Ơi cho con gửi cái bánh bao nè chú. Rồi rồi. Rồi rồi chú. Cho con gửi cái bánh bao nè chú. Rồi chết rồi gấp. Rồi, cho con gửi cho nước nè anh. Rồi. Chú ăn ăn Tết vui vẻ nha. Chú con gửi cho bánh bao chú. Dạ. Rồi. Chú con gửi cho nước. Cảm ơn nhiều, cảm ơn. Rồi rồi, chúc chú ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúc may mắn nha. Dạ dạ dạ. Chị ơi, cho em gửi cái bánh bao chị. Dạ, cho em gửi cho nước luôn chị. Dạ em chúc chị ăn ngon miệng nha chị. Ăn Tết vui vẻ chị. Gửi bánh bao rồi chú. Con gửi bánh bao nha. Rồi con gửi chai nước thôi. Rồi. Chú ăn ngon miệng nha. Bà ơi bà. Cho con gửi cái bánh bao nha. Ăn bánh mì á. Dạ dạ. Mau cho con gửi em. Dạ. Chúc chú ăn ngon miệng nha chú. Bánh bao không? Cho con gửi cái bánh bao rồi chú. Ăn bánh bao không? Rồi cho con gửi cái bánh bao rồi chú. Rồi. Rồi. Chúc chú ăn ngon miệng nha chú. Cảm ơn em. Dạ dạ. Anh cho em gửi cái bánh bao nè.
Rồi, ăn ngon miệng nha anh. Rồi rồi mỗi người cái nha cô chú. Dạ 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 cái gì. Rồi chúc cô chú ăn ngon miệng nha. Con gửi ba chai nước. Rồi gửi giùm em nha. Rồi. Gửi cái bánh bao nha cụ. Dạ. Dạ. Ờ chai nước mừng quá. Dạ dạ. Mua chai nước chai không gì. Dạ dạ. Dạ chúc bà ngoại ăn ngon miệng nha, bánh bao nha bà. Dạ dạ ăn Tết vui vẻ nha bà. Dạ dạ. Dạ. Chú con gửi cái bánh bao cho. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Rồi rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Con bánh bao chú cho con gửi cái bánh bao chú. Con gửi cho nước cho bánh bao. Chúc chú ăn ngon miệng nha chú. Cho con gửi chú một cái bánh bao nha, với chai nước nè chú. Dạ chúc chú ăn ngon miệng nha chú. Gửi anh ơi em cho em gửi cái bánh nha. Anh. Cho chai nước nè. Dạ. Rồi rồi cho em gửi bánh. Mấy bánh. Mấy người con? 4 người phải không? À con. Rồi. Rồi con đem vô chú đi, chú đưa nước nè con. Rồi. Rồi nè con. Rồi. Chúc con ngon miệng nha. Cô ơi, cho con gửi bánh bao cái cô. Con gửi tặng. Cô cho con gửi cái nha. Dạ dạ chúc cô ăn Tết vui vẻ nha. Cô ơi, cho con gửi cái cô. Dạ. Dạ dạ. Gửi cho nước nè cô. Dạ. Nè cô cho con gửi. Rồi rồi dạ. Bánh bao cho con gửi vào cái bánh bao nha bà. Dạ. Dạ dạ cho con gửi vào cái bánh bao nha bà. Rồi rồi chú con gửi vào chai nước nha bà. Nha bà. Dạ. Chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Chúc bà ăn ngon miệng nha. Dạ. Bánh bao chai nước suối chị. Dạ. Không anh. Em gửi một cái nhanh. Rồi. Chúc anh ăn ngon miệng nha. Rồi rồi. Không một người cái à, chị ơi. À, anh ơi cho em gửi cho nước. Cô ơi cho gửi bánh bánh bao con. Rồi cảm ơn cảm ơn. Rồi cho con gửi cho nước luôn chú. Dạ dạ nè con ấy ấy. Rồi. Ok. Rồi rồi, lấy chai đi con. Rồi. Rồi chúc cô chú ăn ngon miệng nha. Dạ dạ. Bao chú. À, chị lại lấy chị. Dạ chờ xíu chú. Mấy cái chị? Ba cái đúng không chị? Rồi đó chị chồng chị với con chị nha cả nhà. Mấy cái gì? Ờ cái em bé ăn trước luôn hả chị? Dạ có em bé ăn trước nè. Rồi. Dạ cảm ơn nhiều nha. Rồi ở đây còn 4 cây nước xuống nè chị. Cảm ơn nhiều luôn nha. Ở đây một gia đình nha con gửi luôn. Rồi con gửi con cái nè. Chờ xíu lấy nước xuống nha cô. Rồi 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 rồi. Chờ con xíu. Rồi, chờ nó xíu lấy một con cái chai của chú đó đi.
À, chú ơi cho con gửi cái bánh bao chú, đưa chú đó một con nha. Rồi. Rồi, cảm ơn gì. Rồi rồi, dạ dạ dạ. Bánh bao nha bà. Ở đây 100 rồi cô. Dạ con không biết cô ơi. Em gửi bánh bao chị. À, bánh bao ăn không con, chú cho một cái nè. Một cái rồi em gửi cái. Lấy nước xuống anh. Trời. Rồi nè chị cho em gửi. Em gửi anh. Rồi chúc anh ăn ngon miệng nha. Rồi rồi. Gửi con kênh kênh bao nha cô. Dạ. Rồi rồi, chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ dạ dạ. Chúc anh đó chú. Dạ dạ. Chị ơi, cho em gửi cái bánh bao chị ơi. Ôi nè, con gửi con. Dạ. Chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Ăn bánh bao chú, con gửi một cái. Dạ. Đâu? Dạ. Rồi. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Rồi. Chúc cô chú chú ăn ngon miệng nha chú. Dạ dạ. Giờ con cũng phát xong hết nha, còn một phần cuối cùng nha cả nhà. Đó giờ con sẽ đi dọc đường xem có ai còn gửi một phần luôn. Rồi trước mặt còn có một cái chú đang bị khiếm thị nha, giờ con sẽ gửi cho chú ăn luôn nha cả nhà. Chú ơi, cho con gửi một phần bánh bao cho chú ăn nha, dùng nha chú. Dạ 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 dạ. Dạ. Phần bánh bao cho nước suối nha chú. Dạ dạ dạ. Cảm ơn dạ. Nhiều lắm nha. Dạ. Dạ, dạ. Con chúc chú ăn ngon miệng nha. Dạ dạ. Đi cẩn thận nha chú. Cuối cùng giờ con cũng phát xong rồi nha. Đó hôm nay mùng 4 á, thì con cũng phát tầm 50 cái bánh bao nha cả nhà. Đó mỗi tháng thì nói chung còn làm thì cũng có ổn định á, kinh tế ổn định thì chút đỉnh á, thì còn cũng bỏ ra cũng tầm 1 triệu á, để còn phát tâm nha cả nhà. Còn chỉ mong mọi thứ đủ đi để mình có đủ thì mình sẽ chia sẻ một ít cho những bà con cô chú khó khăn nha. Ở đây những đồng tiền còn cũng nhờ những anh chị Mạnh Thường Quân lúc nào cũng yêu thương còn ủng hộ còn, như là chả cá nè, bánh tét nè, mấy dương món của Kiệu nè, với mít sấy đồ, những cái món mà còn bán đó. Đó hôm nay còn có dư nên còn cũng chích buôn bán được, còn cũng chích một số tiền nhỏ nhỏ trong đó để phát tâm cự thiện nha cả nhà. Đó thôi giờ còn xin kết thúc clip tại đây nha, hẹn mọi người ở những clip sau nha. Bye bye nha cả nhà.